trường cho tiền cho thầy, mà thầy lấy là thầy vi phạm đạo đức. Dạ. Đạo đức người tu không tu đâu. Hôm qua xem ông Minh Tuệ biết rồi gì nữa. Dạ, dạ. Đấy, tất cả tới này ông Trọng, Nguyễn Vũ Trọng có xem không? Dạ. Ông Trọng ông ấy nói là tới này sẽ không cúng chùa nữa. Dạ. Để cho các sư tu tìm ra những người, các sư là tu thật đấy. Những người tu thật thì ta ăn ngày bữa không cần tiền gì. Dạ. Các cô cứ có cái củ rau, củ ấy là như vừa rồi cô đưa cho cái củ cà rốt là rất tốt rồi. Là chứ còn đưa cho thầy mấy chục nghìn đấy nhưng thầy không làm gì được. Mà bây giờ có tiền vào là nó tham đủ thứ. Dạ, con cũng nghĩ của ít lòng nhiều để cho thầy. Biết rồi, tốt rồi nhưng mà không được. Dạ. Nguyên tắc là nó không được cái đấy. Là vì người làm người mà tu hành mà người tu hành mà nhận tiền vào nó khó. Có cho các sư này có này thích ăn thích uống cả này, nói nếu như ở vùng đất này nếu mà nói sư ăn ngày một bữa mà không cầm tiền như ông Minh Tuệ hiếm không có đâu. Sư tập ăn 11 năm nay rồi cũng chỉ ăn ngày bữa vẫn tốt mà. Đi sáng giờ ra tận quốc lộ ngoài kia xong rồi đi loanh quanh đi rồi đến về giờ này lên núi thì cô thì vậy nó khỏe rồi và cô biết nhá, ở sống ở tổ 13 cô về đi nhá, nhớ như vậy. Cúng là của để dành rồi, nhưng mà quan trọng là cúng phải đưa cho cái người gì hoặc là mua gạo mua nước gì đấy mang tân chùa ấy. Cúng cho người ta chứ không tiền là thầy lại tiêu mất. Mà gạo đó cứ thầy đi lĩnh ở đây là các thầy cũng mang ra các cái hàng này bán ăn hết rồi. Còn Sài Gòn với Vũng Tàu nên cũng nhiều lắm. Cô đi làm á. Cô làm nghề gì? Cô đi làm cây xanh. Cây xanh à? Cây xanh á. Cây xanh à? Cây xanh thì có tình thương lắm đấy. Là trong cái kinh tứ ngôn lương tâm ấy, trong đó có là cái tình thương thứ 4 là yêu thương cỏ cây hoa lá. Dạ. Cô là cô xanh làm lâu chưa? Dạ, cô làm cũng mấy năm rồi. Ồ vậy tốt rồi. Này tình thương yêu chính mình, yêu thương người khác này, yêu thương con vật này, yêu thương cỏ cây hoa lá này và thương yêu môi trường trái đất này. Cô làm cây xanh cũng là vừa đảm bảo môi trường, thứ hai nữa này là vừa yêu cây cối. Các chùa mà còn vào mà người ta vẫn còn cấy cái cảnh ấy, hàng tháng cắt ấy là tỉa là hỏng đấy cô. Cô làm cái xanh mà cũng phải đi tỉa. Dạ con có chăm cỏ, cái nước gì đó. Chứ mà đi tỉa cây cảnh là tránh ra nhá. Nó đau nó chảy nhựa ra. Cỏ dại, nhỏ cỏ. Rồi biết rồi. Nha, chúc cô vui nhá. Dạ. Vâng. Cố gắng. Bữa ăn thịt đi nhá. Dạ. Bữa ăn thịt cũng xin đi. Mình cho người khác ăn thì chúng sinh mình cũng hỏng đấy. Bây giờ chỉ căn dặn một điều, có duyên với nhau thì như thế này tôi mới nói với nhau vậy nhá. Cố gắng nhá. Rồi nhớ. Rồi. Chúng ta cô về đấy. Để chú ý với thầy. Cô xem người ta cúng dường tiền lấy sao được. Mà lấy thế là mất đạo đức đồng người rồi. Làm thánh rồi, muốn làm thánh mà lấy nhận tiền nữa thì ông Tâm Tuệ rồi thối mũi ra. Đấy. Mình xin nhận ăn rồi thôi. Chứ mình nhà máy này mình chết một nữa kìa nhá.